xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó chính là một cái túi xách đó mọi người. Đây mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Cái túi xách như này thì mình ứng dụng từ kiểu đan nong mốt á. Đó thì cứ đan từng sợi vào với nhau là được cái túi như thế này thôi. Thì trông cũng rất là dễ thương đúng không? Rồi mọi người hãy cùng đan với mình nha. Để làm được một cái giỏ xách thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ như thế này nha. Vải nỉ ba màu nha các bạn. Thước kẻ, kéo với lại súng bắn keo là được nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình những cái tấm vải nỉ thành những cái đoạn thẳng dài như thế này. Thì kích thước của nó thì khoảng tầm là 1cm nha. Mình kẻ là 12 đoạn thẳng đó các bạn. Thì mình sẽ đo đây là cái chiều rộng của cái túi xách á. Thì các bạn thích kẻ nhiều hơn cũng được, tùy độ to nhỏ nha. Nếu các bạn thích làm túi xách mà nó dài thì các bạn kẻ dài ra nha. Rồi, với tấm vải màu tím này thì mình sẽ sử dụng để làm chiều rộng của cái túi xách. Nên các bạn chỉ cần kẻ cho mình khoảng 4-5 đường gì đấy thôi. Và nó cần rất là ít nên là mình dùng tấm vải nhỏ nhỏ này thôi nha các bạn. Tuy nhiên thì cái độ dài của cái đường màu tím nó sẽ dài hơn cái độ dài của đường màu xanh lúc nãy nha. Rồi, 3 đường thôi các bạn. Rồi tiếp tục đến tấm vải nỉ màu cam này. Rồi vải nỉ màu cam thì các bạn cũng cắt cho mình những cái đoạn thẳng. Màu cam thì vẽ hơi nhiều hơn một xíu nha các bạn. Màu cam này chính là chiều cao của cái túi xách á. Rồi xong, bây giờ chúng mình sẽ cắt hết tất cả các đoạn thẳng hồi nãy giờ mình kẻ ra nha. Cắt cả 3 màu luôn nha các bạn. Rồi sau khi mình cắt xong thì mình có được những đoạn thẳng như thế này nha. Bây giờ mình sẽ làm cái phần thân của cái giỏ xách này. Thì mình sẽ dùng hai màu thôi, đó là màu xanh và màu tím nha. Thì bây giờ mình sẽ xếp màu xanh ra đây rồi mình đan vô nè. Rồi mình đã xếp xong. Bây giờ mình sẽ để màu tím, các bạn canh những cái đường màu tím, ba đường màu tím nó nằm giữa màu xanh nha, chính giữa màu xanh để mình làm phần đáy nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đan vào nè. Đan xen kẽ nha các bạn. Cứ một sợi ở trên thì một sợi ở dưới nha. Các bạn cứ đan đúng theo kiểu đan nong mốt đó là được rồi. Các bạn cứ đan đây rồi lát nữa mình chỉnh sửa nó sao nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh các cái sợi dây của mình. Lại xích lại nha các bạn, đó xích lại với nhau nha.
Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy miếng vải nỉ màu cam này, các bạn sẽ đo cho mình cái khung ở dưới này nha. Đây là một cái phần đáy của nó là sẽ là hình chữ nhật như thế này. Thì các bạn sẽ lấy màu cam này, các bạn đo cái độ dài của nó thử bao cái đáy lại là bao nhiêu nha. Đó thì là một vòng của nó là sẽ tới đây. Thì mình sẽ cắt dư ra một xíu. Rồi dùng keo dán lại nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái vòng tròn này, mình sẽ đăng làm cái phần thân cho cái giỏ sách nha. Thì các bạn cũng đăng lần lượt, cứ một sợi ở trên, một sợi ở dưới như vậy đó. Đó các bạn, cũng đăng kiểu như đăng đông mốt vậy đó. Rồi kéo cho nó sát lại nha. Sau khi mình đăng một vòng màu cam vào như thế này thì để cho cố định những cái phần đáy của mình á, thì các bạn nên dùng keo đốt các bạn dán lại đi nha. Đây các bạn sẽ dán nè, dán từng cặm xen kẽ như thế này để cho cái phần đáy của mình nó đứng lên cái đã nha. Đó, nó đứng lên đã, nó khỏi bị tụt ra tụt vào á. Đó, các bạn dán luôn. Đây mình đã dán được một ít rồi nè. Như thế này thì mình sẽ bẻ cái góc nó vuông được đó các bạn. Đó, dán cố định luôn là ở trong nó sẽ thành một hình vuông cho mình luôn. Mình đang được lớp nào thì mình dán vào cái lớp đó nha các bạn. Đó, sau khi mình đang được tất cả các vòng màu cam vào rồi thì nó sẽ ra cái hình như thế này nè. Các bạn cứ đang từng cái vòng màu cam vào xen kẽ thôi. Cứ cái sợi nào, cái sợi dọc á, cái nào hồi nãy ở trong thì bây giờ các bạn cho nó ra ngoài. Đó, tiếp tục ở trong ở ngoài liên xen kẽ vào nhau nha. Thì cái này chính là đang 51 á. Bây giờ mình sẽ dán tất cả các cái sợi vào này cho nó chắc này. Nhớ đăng tới đâu là dán keo tới đó nha các bạn. Bởi vì vải nỉ nó không có cái độ cố định nên là nó cứ tuột lên tuột xuống ngoài à. Rồi như vậy là mình dán hết tất cả vào màu cam rồi nè. Đó, mình dán keo cố định hết luôn nha. Cái giỏ của mình thì cũng gần hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình sẽ cố định cái phần ở trên này lại luôn. Mình cắt nó hết đi nha, rồi mình sẽ cụp xuống. Chừa lại một đoạn ngắn ngắn phía trên thôi nha các bạn, để mình dán xuống là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dán xuống nha. Dán luôn những sợi phía trong này luôn nha các bạn, mình dán hết xuống luôn. Đó, các bạn cứ dán như thế này cho đến hết cái giỏ luôn là được nha. Rồi, vậy là mình đã cuốn xong những cái biên ở trên xuống rồi này các bạn ơi. Mình đã xong cái phần thân của cái giỏ sách. Bây giờ mình sẽ làm cho nó một cái quai nha.
Rồi làm phần quay sách thì các bạn chuẩn bị cho mình ba cái cọng vải nỉ như thế này. Mình cũng làm ba màu là xanh lá cây, tím và cam cho nó trùng với lại cái phần thân vỏ nha. Với ba cái quay này thì mình sẽ dùng để đăng kiểu thích chích cho các bạn. Mình sẽ cố định nó lại bằng một cái miếng vải nha. Cố định lại rồi mới thắt chích được các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đăng vít nha. Các bạn sẽ đăng chéo qua này. Là được rồi các bạn này. Là mình sẽ được một cái đoạn dây quay trông như thế này nha. Ở phần cuối cùng mình sẽ để ba dây như thế này cho nó đẹp nha các bạn. Kiểu như là mình để cho nó thòng thòng vậy đó. Nó nhìn nó sẽ hơn kiểu hơn, chứ nếu như làm trơn này thì mình thấy nó không được đẹp á. Rồi mình sẽ cố định nó lại nha. Rồi giờ mình sẽ dán cái phần quay vào trong cái phần vỏ sách nha các bạn. Rồi cái phần cuốn của nó, cái phần mà không tua đó thì các bạn sẽ dán vào phía trong nha. Rồi còn cái phần có cái ba cái cọng tua tua đây nè, ba cọng tua tua thì mình sẽ dán ở phía ngoài. Đó, mình sẽ để cho nó tua tua như thế này cho nó có kiểu nha. Đó. Rồi bây giờ để trang trí thêm cho cái giỏ sách thêm đẹp thì mình sẽ gắn lên này ba cái hoa đó nha các bạn. Mình đã cắt sẵn ba cái hoa cúc rồi này các bạn. Vì cái nền nó hơi đậm nên là mình sẽ cắt hoa cúc màu trắng cho nó nổi cái hoa nha. Rồi ở phần quay sách này thì mình sẽ đính cho nó một viên ngọc cho nó chia cái phần khuyết điểm lại nha. Nhìn có vẻ nó lung linh hơn rồi các bạn ha. Rồi như vậy là cái túi sách của mình xong rồi đó. Và đây là thành quả của chúng ta nè. Đó, cho các bạn coi kỹ nha. Làm một cái giỏ như thế này thì đang không có khó các bạn. Tuy nhiên thì nó hơi mất công một xíu. Cái này mình đang cả buổi luôn á. Đó thì nếu bạn nào cảm thấy thích những chiếc giỏ bé bé xinh xinh như thế này nhưng không có thời gian làm đó, thì các bạn có thể đặt hàng ở mình nha. Thì có thể để lại comment hoặc là liên hệ qua Facebook cá nhân, hoặc là số điện thoại mình để ở dưới phần mô tả đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye. Chúc các bạn sẽ làm được những chiếc giỏ xinh xắn này.